mỹ nhân Việt chăm sóc con nhỏ, Hồ Ngọc Hà than mình già đi, An Nguy không dám xõa tóc. Sau sinh con, các bà mẹ đều mong muốn dành toàn bộ thời gian và tình yêu thương để chăm sóc, nuôi dưỡng các nhóc tì một cách tốt nhất. Và các mỹ nhân Việt cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, giai đoạn chăm con nhỏ luôn là giai đoạn vất vả nhất. Không ít bà mẹ bỉm sữa nhà sao đã từng lên tiếng than thở, khiến nhiều mẹ bỉm đồng cảm. Hà Hồ: vất vả hơn các mẹ bầu khác khi phải cùng lúc chăm hai con song sinh. Hà Hồ thừa nhận từ ngày Lisa và Leon chào đời, cô dường như ít chăm chút hơn cho bản thân. Khi cặp song sinh đã tròn 10 tháng tuổi, Hà Hồ mới giật mình nhận ra bản thân đã bắt đầu lộ nhiều dấu hiệu của tuổi già. Than thở trên trang cá nhân, bà mẹ ba con viết: mới đó mà Leon và Lisa đã đứng được, sắp tới là những bước đi, và Bibo nói, tụi con lớn thì ba mẹ cũng phải dừ đi thôi. Ngoài ra, Hà Hồ còn tiết lộ một điểm chung quen thuộc ở các mẹ bỉm sữa, chính là luôn búi tóc để chăm con, đến khi xõa ra mới phát hiện tóc ít dần. Trước đó, Hà Hồ cũng từng một vài lần xõa tóc ở nhà, nhưng đều bị cặp song sinh nắm kéo đến đau cả đầu. Vì vậy, cô rất ít khi xõa tóc, việc búi gọn đã trở thành thói quen. Không những thế, có lần fan còn phát hiện Hà Hồ đã bắt đầu xuất hiện lắm tấm tóc bạc. An Nguy: trong giai đoạn chăm con nhỏ, An Nguy có lẽ là người thấu hiểu tình cảnh của Hà Hồ hơn ai hết. Khi có dịp chia sẻ hình ảnh chụp chung với nhóc tì đầu lòng, An Nguy bất ngờ tiết lộ hiếm khi xõa tóc sau sinh. Cô chỉ thường buộc gọn vì vừa nhanh, vừa tránh được cảnh bị con giật tóc. Phải nói rằng đây là điều mà chỉ các mẹ bỉm sữa mới có thể thấu hiểu. Khi nhóc tì nhà An Nguy đã được 6 tháng tuổi, trộm vía bé bay phát triển rất khỏe mạnh và cứng cáp. Điều này cho thấy An Nguy chăm con rất khéo, dù là lần đầu làm mẹ. Bản thân An Nguy cũng cho thấy sự đầu tư rất lớn dành cho ái nữ đầu lòng. Ngoài chuyện chăm sóc dinh dưỡng, cô còn đầu tư quần áo, đồ chơi đầy đủ cho con thỏa sức phát triển. Võ Hạ Trâm: sau sinh con đầu lòng, cuộc sống của Võ Hạ Trâm trở nên thú vị hơn rất nhiều so với thời son rỗi, nhưng đi kèm với đó cũng là những nỗi vất vả khó nói thành lời. Nói về những thay đổi sau sinh con, Võ Hạ Trâm từng tiết lộ: Moon chính thức bước vào tuần khủng hoảng đầu tiên. Trộm vía em không quấy khóc ban đêm, chỉ có bú mẹ 2 tiếng mỗi cử và ít ngủ. Kỳ này qua tuần khủng hoảng, em Moon chắc sẽ phát triển về trí não và cân nặng. Còn mẹ thì phát triển về độ dài vòng 1 và nhà sẽ có thêm vài cái mền để đắp. Bị vì chăm em Moon xong, mặt mẹ và bà Phú như hai cái mền luôn rồi. Song dù vất vả nhưng Võ Hà Trâm vẫn thấy hạnh phúc khi nhìn con gái khôn lớn từng ngày. Trộm vía chỉ 2 tháng tuổi nhưng nhóc tì nhà Võ Hà Trâm đã cực kỳ cứng cáp, bụ bẩm. Chưa kể cô bé Moon còn phát triển vượt chuẩn, mặc vừa quần áo của trẻ em hơn tháng tuổi. Có thể thấy các bà mẹ bỉm sữa nhà sao kể trên đều có những nỗi niềm riêng sau sinh con. Nghe qua chia sẻ của những bà mẹ bỉm sữa này, nhiều chị em phụ nữ đều đồng cảm. Song có thể hiểu rằng dù vất vả đến mấy nhưng chỉ cần nhìn các con khôn lớn từng ngày thì bố mẹ nào cũng vui lòng. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.